退后。Bấy giờ Dương Chí đương bực mình nóng tiết, chạy ra bên cạnh đồi, co cẳng đi nhảy xuống để tự tử. Chợt lại tỉnh ngộ mà nghĩ rằng, cha mẹ sinh ra ta, đường đường một đấng nam nhi, sức dài vai rộng, võ giỏi tài nhanh, thế mà quanh quẩn không làm được việc gì bổ ích cho đời. Nay lại hoài thân đến đây, tự tử, thì thực là uổng công cha mẹ sinh thành, mà sống bấy nhiêu lâu cũng là vô chuyện. Chỉ bằng ta hãy nấn ná ở đời, để xem cơ hội ra sao, rồi ta hãy liệu. Tiểu nhân sống lắm cũng thừa, anh hào chết vội cũng chưa đáng đời, còn non còn nước còn người, lẽ đâu phó mặc đất trời cho cam. Dương Chí nghĩ vậy, quay trở vào bên cạnh chỗ mấy người nằm, thấy anh nào cũng mở mắt chao cháo nhìn lên Dương Chí mà không sao cựa quậy được. Chàng liền trỏ vào mặt mà mắng rằng, chỉ tại chúng bay đồ khốn nạn ngu si, không nghe lời ta nói, gây nên cơ hội thế này để cho liên lụy đến ta, thực chúng bây không còn trách ai được nữa. Nói đoạn lại dắt dao găm vào lưng, rồi vớ lấy thanh đao. Tần Ngần đứng lặng nhìn bốn xung quanh một lúc, rồi thở dài mà lững thững đi xuống dưới đồi. Đúng là lênh đênh ngọn núi chân đồi, ai làm cho khách anh tài gian truân. Bọn lão đồ quản cùng 11 tên cấm quân kia nằm lăn lóc mãi đến mấy trống canh mới tỉnh dậy. Anh nào anh nấy nhìn nhau mà tưng hửng cả người, chỉ rền rĩ thông trời kêu khổ. Lão đồ quản mắng chúng rằng, chỉ vì các anh không nghe lời Dương Chí, thành ra khổ cả đến ta, bây giờ còn biết làm sao được nữa. Chúng nói với lão đồ quản rằng, lão giả ơi, bây giờ sự thế đã ra thế, chúng ta phải liệu và thương lượng thế nào cho xong chuyện mới được. Vậy các anh nghĩ thế nào? Cái này quả là lỗi đại chúng tôi thực, nhưng cố nhân đã nói, lửa cháy đến nơi, có thân phải tháo, ông bám vào áo, phải cởi cho mau. Bây giờ nếu có Dương Đề Hạt ở đây, thì chúng ta không còn nói năng chi nữa. Xong Đề Hạt đã bỏ chúng ta mà đi rồi, thì khi về tới phủ, ta cứ đổ hết cho ông ta. Kêu là khi đi đường, ông ta bức bách đánh nhiếc, làm cho chúng ta không thể đi được. Rồi lại thông đồng với bọn cướp, lấy đi đồ kim ngân châu báu, như thế có tiện không? Lão đồ quản gật gù khen phải và bảo chúng rằng, ta hãy đợi đến sáng ngày mai vào trình quan tư bản sứ và để ngu hầu ở đấy nghe xem công việc, rồi ta sẽ về Bắc Kinh báo với quan lưu thủ để bẩm với thái sư và ra sức cho quan phủ Thế Châu truy nã bọn cướp, thế là tiện nhất. Chúng bản định đâu đấy, rồi sáng hôm sau dậy sớm cùng đi với nhau. Đúng là gớm quân mặt nạc đóm dày, làm không nổi việc còn hay hại người. Công to việc lớn trên đời, xưa nay tan nát tại thời tại ai. Lại nói về phần Dương Chí, tay bắt thanh đao lùi thủi một mình đi xuống dưới đồi Hoàng Nê, rồi thẳng trông về phía nam. Mãi đến nửa đêm mới tìm được một chỗ khu rừng để nghỉ. Bốn phương non nước mịt mù, bạn bè thì không có, tiền nong cũng hết, một mình vơ vẩn, chưa tính con đường lui tới ra sao. Sáng hôm sau, chàng trở dậy thực sớm để đi trong mát. Đi được hơn 20 dặm đường, nghe trong mình mệt nhọc đói khát, rất là khó chịu. Chợt trông thấy bên đường có một hàng rượu mà sợ lưng không đồng nào, chàng mới liền nghĩ ra một kế để vào đó mà uống rượu ăn cơm. Khi vào tới nơi thì Dương Chí tìm chỗ ghế ngồi, dựng thanh đao vào một bên, rồi có người đàn bà ra hỏi rằng, ngài muốn chơi cơm rượu gì? Dương Chí mới đáp, cho tôi 2 chai rượu, rồi lấy gạo thổi cơm, có thịt cá gì mang ra đây hết một thể đi. Người đàn bà sai tên đẩy tớ rót ra 2 chai rượu, rồi quay ra thổi cơm xào thịt mang lên. Dương Chí ăn uống xong rồi, vác thanh đao đứng lên đi thẳng ra cửa mà không nói năng gì cả. Người đàn bà thấy vậy ra hỏi rằng, thế tiền cơm tiền rượu ông đã trả đâu? Dương Chí mới đáp, hãy để cho tôi chịu, tôi đi thẳng đằng này một lát rồi lại trả ngay. Nói xong bước rào cẳng đi luôn. Tên đẩy tớ thấy vậy chạy theo nắm Dương Chí lại. Dương Chí mới đánh cho một đấm ngã lăn xuống đất, rồi người đàn bà kêu ầm ĩ cả lên. Dương Chí thấy vậy cũng cứ mặc kệ, lặng yên mà đi.
Chả thấy đằng sau lưng có tiếng người kêu gọi lên rằng: "Thằng kia, mày chạy đi đâu đấy?" Dương Chí quay cổ lại xem, thấy một anh chàng to béo cởi chân, vác gậy đuổi theo đằng sau. Chàng liền đứng dừng lại mà không chạy nữa. Đoạn rồi lại thấy hai tên đẩy tớ cùng hai ba đứa trang khách cũng vác gậy, chạy răm rắp mà đổ xô theo đến. Dương Chí mới nghĩ thầm rằng: "Đánh chết một thằng đầu này, tất là chúng không dám đến nữa." Liền múa đao xông lại để đánh với anh kia. Anh kia cũng giơ gậy lên đánh lại. Hai bên đấu nhau được đến 20-30 hiệp, xong sức anh kia không thể nào địch nổi với Dương Chí, chỉ quanh co che đỡ cũng không xong. Bấy giờ tụi đẩy tớ, người nhà đã toan xông cả vào một lượt để đánh Dương Chí, thì bỗng thấy anh chàng kia nhảy ra ngoài vòng mà kêu lên rằng: "Khoan tay, bác là ai? Nói tên tuổi cho tôi biết." Dương Chí mới vỗ bụng đáp: "Ta đây đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, thành diện chú Dương Chí chính là ta." Người kia mới nói: "Có phải Dương Chí sứ ở Điện Tư Phủ bên Đông Kinh đó không?" Dương Chí đáp: "Làm sao ngươi lại biết đến tên ta? Chính ta là Dương Chí đây." Anh chàng kia vội vất gậy ra rồi cúi xuống lại mà rằng: "Chúng tôi thực là có mắt mà không trông thấy Thái Sơn, xin ngài tha lỗi." Dương Chí mới chạy lại đỡ người kia dậy mà rằng: "Ông là ai? Tôi không được biết." Người kia đáp: "Tên tôi là Tào Chính, người ở phủ Khai Phong, là học trò của giáo đầu Lâm Xung khi trước. Nguyên nhà tôi ngày xưa chuyên nghiệp đồ tể, sau tôi cũng thiện nghệ về mặt sát sinh, nên ai cũng gọi tôi là Thao Đao Quỷ. Mới đây có một ông tài chu giao cho tôi 5.000 quan tiền đem sang Sơn Đông buôn bán. Vất đồ thua lỗ mất cả, thành ra không dám về nhà mà lần nữa lấy vợ ở đây. Người rót rượu lúc nãy là em vợ tôi đó. Tôi được gặp chế sứ thực là may mắn. Vừa rồi tôi chót lỡ mạo phạm đến ngài, mới biết thủ đoạn của ngài thực sự là tài giỏi, không khác gì Lâm sư phụ. Chúng tôi không thể nào mà địch được." Dương Chí mới nói: "Té ra anh là học trò của Lâm giáo đầu mới bị thái úy ám hại à? Phải đổi nghề đi lạc thảo, hiện bây giờ ở Lương Sơn Bạc đó à?" Tào Chính nói: "Chúng tôi cứ được nghe láng váng như thế, xong chưa biết đích xác ra thế nào. Xin đón chế sứ hãy vào chơi tạp trong hàng đã." Nói đoạn mời Dương Chí vào ngồi chơi trong hàng, gọi vợ và em vợ ra bái kiến, rồi nhất diện sai làm rượu khoản đãi. Khi ngồi uống rượu, Tào Chính mới hỏi Dương Chí rằng: "Chế sứ vì cớ gì mà lại đi đến đây?" Dương Chí bèn đem chuyện từ khi đánh mất Hoa Thạch Cương cho tới khi đánh mất các đồ lễ vật của Lương Trung Thư nói cho Tào Chính nghe một lượt. Tào Chính nghe vậy liền nói rằng: "Nếu thế thì xin ngài hãy tạm ở đây trong ít bữa, rồi bàn định việc sau." Dương Chí mới đáp rằng: "Bang có lòng thiếp tôi thế, tôi cũng lấy làm cảm tạ lắm. Xong chỉ e quan tư truy nã đến nơi, ở đây lâu có điều không tiện. Vậy thì ngài định đi đâu bây giờ?" "Tôi định đi sang Lương Sơn Bạc tìm Lâm giáo đầu một thể. Dạo trước tôi đi qua đấy, gặp ngay ông ta xuống đánh nhau với tôi một lúc. Rồi sau Vương Luân thấy võ nghệ hai người đều khá cả, liền mời lên chơi, rồi định lưu giữ lại trai. Vì thế nên tôi nhận biết Lâm giáo đầu ngay ở từ độ đó. Bấy giờ Vương Luân đã bảo tôi ở lại, xong tôi nhất định không chịu làm nghề lạc thảo. Tới nay trên mặt đã phải thích kim ấn, mà lại gặp bước thế này, nên phải liều mà định đi đến đấy. Nhưng nghĩ ra thì cũng là bất đắc dĩ lắm. Bởi thế nên tôi vẫn còn phân vân chưa quyết ra sao." Ngài nói cũng có lẽ. Tôi cũng thấy nhiều người nói rằng tên Vương Luân là một anh hẹp hòi, không có độ lượng. Ngày trước sư phụ tôi đến đấy cũng bị anh ta bắt hành hoẹ mãi rồi mới chịu dung. Nhưng thế thì những người chí khí chịu sao cho được. Nay ở gần đây về Hà Thanh Châu có một trái núi gọi là núi Nhị Long Sơn, trên ngôi chùa gọi là Bảo Châu, địa thế cũng đẹp đẽ, mà chỉ có một lối là đi lên núi được. Xưa nay có một người tên là Kim Nhân Hổ Đặng Long trụ trì ở đó, nhưng mới đây anh ta đã phá giới mà để tóc và tụ họp đến 400-500 lâu la để cướp bóc kiếm ăn. Vậy chế sứ có ý muốn đi lạc thảo thì chi bằng đến đó tiện hơn. Dương Chí nghe nói cả mừng mà cảm ơn Tào Chính. Tào Chính lưu Dương Chí ngủ lại đấy một đêm. Đến sáng hôm sau,
nhờ Tào Chính cấp đỡ cho một ít hành lý rồi từ Tạ mà đi sang núi Nhị Long. Mới cho hay, có ăn mới biết ớt cay, có từng trải lắm mới hay mùi đời. Cao làng mấy kẻ ra ngoài, quê mùa rau cháo là nơi hữu tình. Đường đi đã khoảng gần hôm, đã trông thấy một tòa núi cao cao. Dương Chí liền nghĩ bụng, tìm chỗ rừng cây để ngủ qua một đêm, rồi sáng hôm sau sẽ lên núi. Chúng nghĩ đoạn, bèn lần lần vào chỗ rừng cây ở trước mặt. Bất đồ bước chân đi vào, thì bỗng giật mình đứng lại, rồi thấy có một ông sư bụng về, đường cởi trần để hở những nét hoa văn, chạm ở sống vai, và ngồi hóng mát dưới gốc cây thông. Nhà sư ấy trông thấy Dương Chí đến, thì vừa lấy cây truyền trượng dựng ở gốc cây, đứng dậy quát lên rằng, thằng quái nào, mày ở đâu đến đây? Dương Chí nghe tiếng, biết là người ở quan Tây cùng xứ với mình, liền hỏi lại rằng, nhà sư ở chùa nào đến đây? Nhà sư không nói năng gì cả, vác ngay thuyền trượng, sư phụ xăm xăm ra đánh luôn cả Dương Chí. Dương Chí tức mình và quát lên rằng, thằng chọc này vô lễ thật, để ta đánh một trận cho biết tay. Nói đoạn múa đao vào để đánh. Đôi bên đánh nhau ở trong khu rừng có tới 40-50 hiệp mà không bên nào chịu kém bên nào. Sau này nhà sư lựa thế, nhảy tót ra ngoài vòng mà quát lên, hãy khoan tay đã. Bên kia Dương Chí cũng dừng tay, mà lại nghĩ thầm trong bụng, thằng sư này ở đây đến mà thủ đoạn khá lắm, có lẽ ta đây cũng khó lòng địch được hắn chắc. Bây giờ nhà sư hỏi Dương Chí rằng, anh chàng mặt xanh kia, anh là ai? Ta là Đông Kinh chế sứ Dương Chí đây. Có phải người bán đao ở Đông Kinh mà giết chết thằng Nghiêu Nhị đó không? Không trông thấy kim ấn ở trên mặt ta đấy à? Nhà sư nghe nói cười ầm lên mà rằng, ấy, tưởng là ai? Thế ra là bác, sao lại gặp ở đây? Dương Chí nói, tôi hỏi khí không phải, hòa thượng là ai? Sao lại biết việc tôi bán đao ở Đông Kinh? Vì hòa thượng cười mà đáp rằng, tôi chính là quan quân ở Kinh Lược Lão Trung Phủ Duyên An, là Lỗ Đề Hạt đây. Nhân vì ba cẳng tay đánh chết thằng Trấn Quan Tây giả, nên phải lên núi Ngũ Đài cắt tóc đi tu. Sao người ta trông thấy tôi có thích hoa trên sống vai, cho nên thường gọi tôi là Hoa Hòa Tượng Lỗ Chí Thâm. Dương Chí nghe nói cả cười mà rằng, nếu vậy thì người cũng cả một hội cả chứ đâu. Trong khi giang hồ, tôi vẫn được nghe tiếng sư huynh đến tu ở chùa Đại Tướng Quốc, thế mà bây giờ sao lại gặp ở đây? Lỗ Chí Thâm nói, chuyện tôi dài dòng lắm. Khi tôi coi vườn rau giải vũ ở chùa Đại Tướng Quốc, gặp báo tử đầu Lâm Xung bị cao thái úy toàn giết hại, tôi vì giữa đường thấy sự bất bình, phải đưa anh ta đến Trương Châu để cứu cho thoát nạn. Dè đâu lúc trở về, hai đứa công sai lại toàn hót với Cao Cầu là chúng định giết Lâm Xung ở rừng dã chứ, nhưng bị tôi cứu mất nên chúng không thi hành được. Nhân thế Cao Cầu đem tâm thủ ghét, cấm sư cụ chùa Đại Tướng Quốc không cho tôi ở đấy, và lại sai người đến đấy để bắt tôi. Sau đó mấy đứa trong bọn Chu Đảng đến báo cho tôi biết, tôi mới tức mình cho một nắm lửa đốt giải vũ mà trốn đi nơi khác. Khi đi quanh quẩn vẩn vơ đến một hàng rượu ở chỗ Thập Tự Pha Mạnh Châu, lại bị mẹ con đàn bà trong hàng ấy đánh thuốc mê mà toan định giết hại. May sao lại có chồng hắn về nhà trông thấy tướng giặc và các đồ giới đao thuyền trượng của tôi thì lấy làm kinh ngạc, liền cứu cho sống lại và kết nghĩa anh em. Hai vợ chồng nhà ấy cũng có tiếng là hảo hán trong đám giang hồ. Người chồng tên là Thái Viên Tử Trương Thanh, vợ là Mẫu Dạ Xoa Tôn Nhị Nương, đều có can đảm nghĩa khí hơn người. Tôi ở đấy được dăm hôm, nghe nói ở đây có chùa Bảo Châu trên núi Nhị Long có thể dung thân được, bèn từ giã hai vợ chồng nhà kia mà định đến đấy để mà vào đảng. Ai ngờ những thằng ở trên núi này không chịu cho tôi ở đó, thành ra đôi bên sinh sự đánh nhau. Về sau sức nó yếu đuối, không thể nào địch nổi với tôi, liền đóng cả ba tòa cửa núi mà giữ giết ở trong đấy. Tôi tính quanh không thấy đường nào mà lên được, mới tức mình chửi mắng suốt ngày. Chúng cũng lặng yên không thằng nào dám thò mặt xuống, làm cho càng thêm căm giận trong lòng, chịu khoanh tay mà ngồi đợi ở đấy, chứ không có kế gì cho hả giận được. Dương Chí nghe nói đến đó cả mừng, liền dắt tay vào rừng quét chỗ đất sạch, cùng ngồi xuống nói chuyện với nhau suốt đêm. Dương Chí lại đem chuyện từ khi đánh mất đá hoa cho đến lúc gặp vợ chồng Tào Chính thế nào kể cho Lỗ Chí Thâm nghe, rồi nói rằng,
Bây giờ chúng nó giữ chặt sơn trại không chịu mở cửa ra thì ta ở đây cũng là vô ích. Vậy bất nhược ta hãy đến nhà Tào Chính để nghỉ ngơi và sẽ bàn định xem sao. Nói đoạn hai người cùng ra mà tìm đến tiểu điếm Tào Chính. Khi tới nơi, Dương Chí trỏ Lỗ Chí Thâm bảo cho Tào Chính biết. Tào Chính lấy làm vui mừng, liền sai làm rượu cơm để thiết đãi hai người, rồi cùng bàn chuyện đánh phá núi Nhị Long. Tào Chính mới nói: nếu đám ấy nó mà đóng chặt cửa không chịu ra thì dẫu có tới 10,000 quân mã cũng khó lòng đánh nổi, không cứ là hai người. Vậy cái đám ấy có chỉ có thể dùng mưu mẹo mà phá mới được, chứ dùng sức thì không ăn thua. Chí Thâm mới nói: lúc tôi mới đến đấy còn tiếp nhau ở ngoài cửa, sao thấy hắn không chịu cho mình nhập bọn, liền đá cho một cẳng chân ngã lăn xuống đất, rồi định vào giết luôn một thể. Bất đồ bị đám lâu la chạy ùa ra cứu, đem về sơn trại rồi đóng chặt cửa lại. Tha hổ cho mình mắng nhiếc thế nào, nhất định không thằng nào ra nữa. Dương Chí mới nói: chỗ ấy đã là một chỗ thú, thì hai người chúng ta có đến đánh lấy có được không? Lỗ Chí Thâm lắc đầu đáp rằng: không thể nào mở được cửa mà lên thì còn làm gì được. Tào Chính nói: tôi có một kế sách này, không biết các ngài có cho là phải không. Dương Chí nói: thế nào xin cứ nói cho chúng tôi nghe. Tào Chính nói luôn: bây giờ chế sứ phải ăn mặc giả làm một anh nhà quê cũng như chúng tôi đây. Đoạn rồi tôi cùng vợ và em vợ tôi với các ngài đem các đồ thuyền trượng giới đao đưa hòa thượng tới cổng núi trói thòng lòng lại, rồi bảo với bọn kia rằng: nhà tôi mở hàng rượu ở gần đây, có vị hòa thượng này vào uống rượu say nhừ mà không chịu trả tiền, mồm còn nói làm nhảm, định đi tìm người đánh phá núi Nhị Long. Tôi nghe thấy vậy liền thừa lúc hòa thượng say bắt trói đem để nộp lên đại vương, như thế tất là họ mở cửa cho ta vào. Khi tới nơi ấy gặp Đặng Long là tôi cầm đầu dây thòng lọng rút phăng ra, rồi đưa thuyền trượng cho hòa thượng để mặc hòa thượng cùng ngài đánh cho nó một mẻ, không còn trốn đi đâu được nữa. Còn những tụi tẹp nhẹp bên dưới thì thấy chủ chết là tự nhiên tất chúng phải hàng phục mình. Kế ấy các ngài nghĩ sao? Lỗ Chí Thâm cùng Dương Chí đều vỗ tay khen là diệu kế. Đêm hôm ấy Tào Chính sắp sửa các đồ lương thực để đi đường và dự bị đâu đấy sẵn sàng tất cả. Sáng hôm sau cơm nước xong rồi, Chí Thâm đưa khăn gói hành lý để gửi ở nhà Tào Chính. Rồi ba người cùng vợ và em vợ Tào Chính và dăm bảy người nhà nữa cùng đi lên núi Nhị Long. Khi đi tới khu rừng gần đó, mọi người đều cởi áo bỏ xiêm, rồi lấy thừng trói thòng lọng Lỗ Chí Thâm lại. Xong cắt hai tên người nhà cầm đầu dây thừng để dăm đi. Dương Chí đầu đội nón mê, mình mặc áo vải rách, tay cầm thanh đao. Tào Chính mới vác cây thuyền trượng của Lỗ Chí Thâm. Còn mọi người kia mỗi người cầm một cây gậy mà dắt đùm đi lên núi. Đến cửa núi đã thấy hai bên bày la liệt những cung nỏ đại giá ở đó. Mấy tên lâu la ở trên cổng thấy bọn họ trói hòa thượng đem đến thì vội chạy vào báo cho chủ trại biết. Được một lúc thấy hai tên đầu mục chạy ra chỗ thẳng gác bóp mới hỏi rằng: các anh ở đâu, đến đây làm gì, bắt được lão sư ấy ở chỗ nào? Tào Chính liền đáp rằng: chúng tôi người thôn ở gần đây có mở một ngôi hàng để bán, bỗng thấy lão hòa thượng này đến mua rượu uống mà không chịu trả tiền, rồi lại nói khoác rằng định về Lương Sơn Bạc rủ mấy nghìn người đến phá núi Nhị Long và tất cả các làng xóm ở đây. Chúng tôi thấy vậy đem rượu ngon đổ thêm cho lão uống thật say rồi trói lại đem đến đây dâng nộp đại vương để tỏ lòng thuận phục của chúng tôi và trừ khỏi những tai họa về sau. Hai tên đầu mục nghe nói mừng quá lên mà rằng: tốt lắm, các anh hãy đợi ở đây để tôi vào báo với đại vương. Nói đoạn hai người chạy vội vào báo với Đặng Long. Đặng Long nghe báo cả mừng, liền sai giải lão sư lên trại để moi ruột moi gan, nhắm rượu cho hả giận hả tức trong lòng. Chúng lâu la vâng lệnh ra mở cửa cho bọn kia giải hòa thượng vào. Bấy giờ Dương Chí cùng lũ Tào Chính áp giải Lỗ Chí Thâm lên qua mấy tòa cửa, thấy đường lối quanh co rất là hiểm trở, hai bên núi cao quanh quân bao bọc ngọn chùa, thế núi nguy nga hùng tráng. Khoảng giữa có một núi con đi vào các cửa, trên cửa bày chất các đồ cung nỏ đạn đá cùng là gỗ xúc gậy tre
phòng bị rất là nghiêm mật. Khi qua ba tòa nhà vào tới trước chùa Bảo Châu, thấy ba tòa điện ngôn ở trên, một miếng đất phẳng lì như mặt kính, xung quanh trấn gỗ làm thành. Trước cổng chùa có 7-8 tên lâu la đứng gác, trông thấy bọn kia giải Lỗ Chí Thâm vào thì trỏ vào mặt mà mắng rằng: thằng chọc này hôm nọ đá đại vương ngã, hôm nay bị bắt đến đây, gọi là xé xác ra làm trăm mảnh. Lỗ Chí Thâm nghe vậy cứ lặng im không nói năng chi cả. Vào tới trong điện, thấy Phật ở đấy đều khiêng bỏ đâu mất. Khoảng giữa bày một cái ghế chéo phủ ra hổ, có lũ tiểu lâu la vắt roi đứng giản hai bên. Được một lát, tiểu lâu la mới mời Đặng Phong ra ngồi trên ghế, rồi Tào Chính cùng Trương Chí giải Lỗ Chí Thâm vào trong thềm. Đặng Long lên tiếng hỏi: thằng chọc kia hôm nọ đã tha một cái đầu tức bụng dưới hay vẫn còn sưng chưa khỏi? Hôm nay hẳn có phen vào tay ta chứ. Chí Thâm nghe nói trợn hai mắt tròn xoe mà thét lên rằng: thằng khốn nạn không biết thân, còn thị hùng mày chạy đâu được bây giờ? Vừa nói dứt lời thì hai người nhà Tào Chính cầm giấy thòng lọc rồi rút phật ra, cho Lỗ Chí Thâm vừa lấy cái chuyền trượng ở tay Tào Chính mà múa nhảy lên. Bên kia Dương Chí vất nón ra múa đào xông vào, rồi Tào Chính cùng mấy tên người nhà đều cầm gậy xông lên. Đặng Long thấy vậy vừa toan đứng dậy để chạy thì bị Chí Thâm đánh cho một trượng vỡ óc ra làm đôi mảnh, mà ghế chéo cũng gãy nát cả. Các thủ hạ lâu la bị Dương Chí đâm chết 3-4 tên. Rồi Tào Chính quát lên rằng: chúng mày mau đến đầu hàng, nếu còn đứa nào không theo thì lập tức chém hết cả bây giờ. Khi đó 500-600 lâu la cùng mấy tay tiểu đầu lĩnh ở đằng trước đằng sau chùa đều kinh sợ hoảng hốt đưa nhau đến mà đầu hàng suốt lượt. Đoạn rồi đem xác Đặng Long ra đằng sau núi để thiêu hóa, nhất diện kiểm điểm kho đụn, sửa sang nhà cửa, xem xét các đồ vật ở trong chùa, rồi mang rượu thịt ra ăn uống với nhau. Từ đó Chí Thâm cùng Dương Chí giữ quyền sơn trại, đặt tiệc ăn mừng, rồi bầu mấy tên tiểu đầu lĩnh để cai quản đám lâu la. Tào Chính thì đưa bọn người nhà về tiểu điếm. Đúng là nước non nghiêng một bầu trời, đem thân chí khí ra ngoài cỏ mi, ngang tàn gió mặt nam nhi, những vườn luồn cuối kể chi từ dày.